Hello, các bạn. Ê, xin chào. Là chúng ta lại gặp lại nhau trong cái video này. Trong cái video lần này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để thiết lập cái kênh của mình. Hay nói một cách khác gọi là cài đặt kênh YouTube. Đấy, để chúng ta đảm bảo được các cái yếu tố để mà kiếm tiền trong YouTube ấy. Thì các bạn làm như sau nhé. Các bạn từ cái giao diện mà các bạn đăng nhập vào trong cái kênh YouTube này, như thế này này. Các bạn ấn vào cái phần kênh của tôi này. Đợi một chút trình duyệt nó load đến cái trang quản lý đấy, thì các bạn nhấn vào cái trình quản lý video này. Trình quản lý video này. Sau đó các bạn sang cái menu bên phải đây, nó có chữ kênh như này. Các bạn nhấn vào chữ kênh. Đấy. Các bạn nhấn vào chữ kênh thì xong đấy. Các bạn nhìn này. Ở đây là cái trạng thái bản quyền này, là bạn có không cảnh báo bản quyền. Ở bên này là trạng thái nguyên tắc cộng đồng, bạn có không cảnh báo cáo nguyên tắc cộng đồng. Ở đây là các cái kiếm tiền này tôi cũng đã bật rồi nên nó cho mình nó là đủ điều kiện. Còn video thời gian dài hơn thì cũng đã bật, nói chung là những cái bên này đã bật bật cơ bản là bật hết rồi. Các bạn kiểm tra lại một lần nữa xem có cái nào có đủ điều kiện mà coi như chưa bật thì các bạn bật. Ví dụ cái nội dung trả phí này không đủ điều kiện thì tôi không cần phải bật này. Những cái này bật rồi, những cái này bật rồi. Đây. Cái phát trực tiếp này đủ điều kiện nhưng mà chưa bật. Các bạn nhấn vào bật. Đấy, và cái khác cũng thế nhá. Đấy, các bạn nhấn vào bật. Thì nó đưa đến cái trang tôi đồng ý, thì các bạn cứ ấn tôi đồng ý thôi để bật nó. Thì cái này thì tạo sự kiện, thì cái bài này tôi sẽ nói sau đấy, nhưng bây giờ tôi chỉ nói về cái phần thiết lập kênh thôi đó. Sau khi chúng ta bật thì nó báo cái trạng thái là đã bật rồi. Thì cơ bản ở đây là coi như các bạn đã bật được cái kênh của mình, đây là đã cài đặt được. Đấy, bạn nhìn thấy không? Khi nào mà cái kênh của bạn mà được thiết lập như thế này này thì có nghĩa là các bạn đã đảm bảo có đủ điều kiện để mà tham gia kiếm tiền với YouTube. Đấy nhá. Thì ở cái video này thì tôi chỉ nói với các bạn như thế thôi, để cái cách cài đặt và thiết lập cái kênh thôi. Nhưng mà nó cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta coi như trong cái quá trình chúng ta thiết lập Kinh tế cái kênh của mình đó. Thì đây còn một số cái nữa nhưng mà tôi sẽ nói ở các cái video sau. Video này ta chỉ dừng ở đây thôi. Đó. Chào các bạn và hẹn gặp lại.